Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 20% so với tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Dư nợ kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm đã tăng trưởng 17,41%, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 10,73%. Tuy nhiên, dư nợ tiêu dùng từ sử dụng bất động sản chiếm đến 65%, dư nợ tín dụng bất động sản là giảm 1,12%. Đây là năm đầu tiên xuất hiện xu hướng tín dụng tiêu dùng bất động sản giảm trong 3 năm gần đây. Trước đó, vào cuối năm 2022, tín hiệu tiêu dùng bất động sản tăng đến 31,01%. Bà Giang cho biết, nguồn vốn tín dụng đang tập trung vào phía cung của thị trường, trong khi cầu tín dụng để mua bất động sản với mục đích tiêu dùng từ sử dụng của thị trường đang sụt giảm. Diễn biến trên cho thấy, những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường vừa qua cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Các khó khăn về mặt pháp lý của các dự án bất động sản đã được dần tháo gỡ, góp phần tăng khả năng tiếp cận tín dụng của chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung, nhu cầu về mua nhà ở chưa phải là nhu cầu được khách hàng ưu tiên trong thời điểm hiện tại do cơ cấu sản phẩm không hợp lý, dư thừa sản phẩm, phân khúc cao cấp thiếu nhà ở giá rẻ, phù hợp với nhu cầu của người dân. Cùng đó, các dự án bất động sản gặp khó khăn về mặt pháp lý nên không đáp ứng được điều kiện tín dụng, dẫn tới khó tiếp cận nguồn vốn. Tại một số ngân hàng, xu hướng tăng tín dụng cũng gia tăng thời gian gần đây. Cụ thể tại VPBank, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tính đến hết tháng 6 2023 là 82.764 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm và chiếm khoảng 17% tổng dư nợ. Nhà băng này còn cho vay hơn 88.400 tỷ đồng khách hàng cá nhân để mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây nhà ở, chiếm 18%. Nằm trong top các ngân hàng cho vay bất động sản lớn và tiếp tục tăng tính đến hết tháng 6/2023, còn có SHB, HD Bank, MB Bank, TB Bank, MSB. Tại SHB, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đến 30 tháng 6/2023 là 59.464 tỷ đồng, chiếm gần 15% tổng dư nợ, trong khi cuối năm ngoái chỉ 6,75%. Tương tự, MB Bank cũng có chiều hướng gia tăng cho vay kinh doanh bất động sản khi đạt mức 28.161 tỷ đồng, chiếm gần 6% tổng dư nợ, tăng hơn so với mức 4,64% cuối năm trước. Còn tại TB Bank, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản là 13.731 tỷ đồng, chiếm hơn 7% và cũng tăng lên cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ so với cuối năm 2022. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Dung, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho biết, việc dư nợ tín dụng bất động sản 6 tháng đầu năm tăng hơn năm 2022 cho thấy những dấu hiệu tích cực từ chính sách liên quan đến dòng vốn cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, dòng vốn này chủ yếu chảy vào chủ đầu tư. Theo đó, các chủ đầu tư đã đủ điều kiện vay vốn và đưa nguồn hàng ra thị trường. Thế nhưng, số liệu cho thấy dư nợ tín dụng cho tiêu dùng bất động sản giảm. Điều này dễ hiểu bởi năm 2021-2022, người dân sử dụng đòn bẩy tài chính đầu tư bất động sản quá nhiều. Sau khi thị trường gặp khó khăn về thanh khoản, lãi suất tăng cao, nhà đầu tư khổ sở cắt lỗ. Hiện nhu cầu vay vốn đầu tư bất động sản giảm, chỉ có người có nhu cầu thật mới vay ngân hàng. Theo ông Trung, câu chuyện thị trường bất động sản vẫn khó khăn không phải do thiếu nguồn cung tiền mà mua ở phân khúc nào, với giá nào. Hiện ngân hàng xem xét giải ngân ở những dự án có tính khả thi thu hồi vốn cao. Chúng ta quan sát có thể thấy, trong thời gian dài, niềm tin của thị trường đang thiếu vắng, gần như không có giao dịch. Các vụ án kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Các chủ đầu tư đang tái cấu trúc để có dòng tiền đảm bảo hoạt động. Chính phủ có các chính sách, cơ chế giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Hy vọng sẽ thúc đẩy thị trường trở lại vào năm 2024, ông Trung nói. Ngân hàng Nhà nước mới ban hành thông tư 06/2023, bổ sung thông tư 39/2016 TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư 06 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, được đánh giá sẽ có một số tác động đáng kể tới hoạt động tín dụng trên thị trường hiện nay. Cụ thể ra sao, mời các bạn cùng theo dõi tiếp video. Thông tư 06 bổ sung điểm C khoảng 6 điều 2 thêm điều kiện vay vốn để phục vụ nhu cầu đời sống, để mua nhà ở, xây dựng, cải tạo nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở vào phương án sử dụng vốn được phép vay vốn. Đồng thời, thông tư 06 cũng bổ sung khoảng 12 điều 2 đưa thêm định nghĩa về cho vay bù đắp tài chính. Trong đó, bao gồm cả cho vay bù đắp cho hoạt động kinh doanh và đời sống xã hội. Điều này có nghĩa là cho phép người đi vay được vay ở tổ chức tín dụng này để trả nợ cho tổ chức tín dụng khác với nhiều mục đích vay hơn. Tác động này là rất lớn ở góc độ người đi vay, cho phép họ có thể lựa chọn được tổ chức tín dụng có lãi suất thấp hơn, dịch vụ tốt hơn
và gia tăng quyền lợi khác trong hoạt động đi vay vốn. Ngoài ra, một lợi ích khác mà thông tư 06 mang lại là bổ sung thêm quy định về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử. Theo đó, khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống sẽ được cấp hạn mức vay tối đa 100 triệu đồng, vay qua hình thức xác minh điện tử. Điều này giúp cho rất nhiều khách hàng có thể tiếp cận vốn vay ngân hàng phục vụ nhu cầu đời sống với điều kiện vay dễ dàng hơn. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin tổng nguồn vốn cần sử dụng, mục đích sử dụng vốn, thời gian sử dụng vốn, nguồn trả nợ là đã có thể được xem xét cho vay vốn. Theo Hiệp hội Ngân hàng, hiện có khoảng 30 triệu khách hàng đang vay tiêu dùng với hạn mức vay trung bình từ 35 đến 50 triệu đồng với quy mô khoảng 220.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,87% tổng dư nợ toàn nền kinh tế vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2022. Điều này mở ra một cánh cửa lớn để người vay vốn có thể tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, kích thích tăng trưởng tín dụng và giảm nhiều hệ lụy về mặt xã hội. Thứ nhất, việc cho phép khách hàng có thể vay vốn tại tổ chức tín dụng này để trả nợ cho tổ chức tín dụng khác như nói trên sẽ khiến cho hoạt động của các tổ chức tín dụng ngày càng cạnh tranh hơn. Trong cuộc cạnh tranh này, các ngân hàng thương mại gốc nhà nước có lợi thế chi phí vốn thấp. Vì vậy, các ngân hàng thương mại tư nhân cần phải tăng cường áp dụng công nghệ tự động, cơ cấu giảm chi phí hoạt động và cải thiện chất lượng dịch vụ để tăng tỷ lệ CASA, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn từ khách hàng. Từ đó, giảm chi phí vốn và giảm chi phí đầu ra cho khách hàng. Thứ hai, thông tư 06 bổ sung một số nhu cầu vốn bị cấm, như không được cho khách hàng vay để gửi tiền tại tổ chức tín dụng khác, cho vay để mua cổ phần, góp vốn, nhận chuyển nhượng từ các doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Upcom, cho vay để thanh toán tiền góp theo hợp đồng góp vốn, hợp tác kinh doanh để thực hiện các dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Ngân hàng nhà nước mong muốn thông qua việc này hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp lớn đứng ra vay vốn để góp vốn, đầu tư, hợp tác vào các doanh nghiệp, dự án mà chưa đạt được các điều kiện vay vốn trực tiếp từ tổ chức tín dụng, nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động cấp vốn lên hệ thống tín dụng. Trong thực tế, đối tượng vay vốn theo hình thức này khá phổ biến, các doanh nghiệp bất động sản, năng lượng. Điều này vô hình chung cũng gây nên những khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn và giảm đi một đối tượng lớn nhu cầu vốn từ khách hàng. Ở góc độ cơ quan quản lý thì họ có lý do để đưa ra hạn chế này trong thời điểm hiện tại. Điều này nhằm giảm bớt sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng để tài trợ cho nhiều dự án rủi ro được lách qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, hợp tác, đầu tư. Tuy nhiên, đây đều là những hình thức hoạt động phổ biến trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp và vô hình chung khiến một số doanh nghiệp khó tiếp cận vốn hơn. Thứ ba, thông tư 06 đã quy định cụ thể hơn về hoạt động cho vay bằng phương thức điện tử. Điều này giúp các tổ chức tín dụng có thể tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng có nhu cầu vay vốn với chi phí thấp bằng việc áp dụng công nghệ. Có thể nói, nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống hay vay vốn tiêu dùng khá phổ biến, nhưng nếu áp dụng các biện pháp cho vay truyền thông sẽ khiến chi phí vốn tăng cao, dẫn đến các ngân hàng không mặn mà cho vay với các khách hàng này. Thông tư 06 đã giúp các ngân hàng giải quyết được vấn đề. Áp dụng công nghệ cho vay qua giao dịch điện tử sẽ giúp chi phí được giảm thiểu và kích thích các ngân hàng tham gia đẩy mạnh cho vay phục vụ tiêu dùng hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.